Rồi ok, mình tiếp tục nhé. Rồi thì cái chỗ này này, cái này mình đang thấy là nó đang khác bên này đúng không? Nhưng mà nguyên nhân của nó là bởi vì là do cái ảnh mà đúng không? Ảnh chưa có nên là nó thế này thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sửa cái ảnh con này, các bạn inspect nó lên. Các bạn inspect nó lên thì các bạn thấy nó đang báo lỗi này, nó có 5 cái lỗi lận đúng không? Các bạn sẽ xem nó là nó báo cái lỗi gì đấy. Vào đây. Nó vào đây đúng không? Còn search không nào. 5 cái lỗi đều là do ảnh hết. Đấy, các bạn thấy nó toàn là do chúng ta không load được cái ảnh thôi. Đấy, thì các bạn nhìn là cái này có 3 cái ảnh này, trên này có một cái ảnh, đây có một cái ảnh này, bên chỗ cái logo á. Thế bây giờ mình sẽ fit nhé. Đấy. Thế thì cái ảnh thì nó cũng giống như là chúng ta link cái CS cái chỗ này thôi này. Đó. Thế thì cái ảnh ở trong này nó nằm ở chỗ blocklist này đúng không? Đấy, blocklist này. Đấy, cái này chúng ta cũng thay nó đi. Ba cái này này chúng ta thay nó đi nhá. Đây, thay nó đi. Đấy, chúng ta cũng là gì? Mới đầu thì các bạn tạm chịu khó, các bạn đánh đi. Nhưng mình thì mình nếu mà không phải là hướng dẫn cho các bạn thì mình copy luôn rồi đó. Nhưng mà vì là hướng dẫn cho các bạn nên mình sẽ đánh access. Cái ảnh thì nó cũng từ phone end đúng không bạn? Nó từ phone end này. Phone end đâu rồi nhỉ? Access này, nó đi vào thằng email này, product 1 này này đúng không? Cái thằng đầu tiên cũng phải là 1 đúng không? Rồi. Này, đến đây copy luôn nhá, access này copy xuống cái này. Copy xuống đây. Đổi đây thành 2 này. Đấy, đúng chưa? Copy xuống trên đây. Set đây 3 này. Đúng chưa? Rồi, ở trên này nữa đúng không? Đấy, qua đây kiểm tra lại cho nó có khác không nhé. Đấy, các bạn thấy nó có cái ảnh này, nhìn nó đẹp lại rồi này đúng không? Đấy, đó, cái camera này nó hơi cấn một tí, các bạn thông cảm. Cũng có thể view sau không cần camera đâu nhỉ. Đấy, đó, thấy chưa? Rồi. Hoặc là cho ở dưới này cũng được này, cho ở dưới này đi, phía sau mình cho nó nằm ở dưới đi, chính ở dưới lại logic nhất, hợp lý nhất đúng không? Rồi nó còn 2 cái lỗi nữa đấy các bạn nhé. Đây có 3 cái ảnh, nó còn 2 cái ảnh hai bên này nữa này. Đấy, 2 cái ảnh này, một cái thì nó nằm bên sidebar, một cái thì nó nằm bên header. Đấy, các bạn vào để các bạn đổi thôi. Trong sidebar này, trong sidebar nó có cái ảnh, nó có cái ảnh đến đầu tiên mà đúng không? Sao đây nó không thấy nhỉ? Có phải sidebar không? Hay là nó là một header hết? Đây, header thì có một cái đây này, không nói nhiều này. Đấy, các bạn bỏ nó đi. Các bạn cũng access. Rồi, các bạn kéo xuống thằng logo đúng không? Đây này, mình là logo này. Rồi. Đấy, còn cái thằng sidebar mình thử coi lại trong bên xem nào. Bên đây. Thế nó nằm ở đây à? Chứ nó không phải nằm ở trong sidebar à? Nó không nằm trong sidebar, thế thì mình ấy đi. Mình cho nguyên cái thằng cục này trong sidebar luôn đi nhá. Mình cho nguyên thằng cục sidebar, các bạn copy thằng này ra đi. Còn bạn con nó x nó đi, các bạn cho nó lên đây. Đó, lên đây và đồng thời các bạn sẽ copy luôn cái cục này vào trong sidebar luôn giúp mình này. Đúng không? Đúng không? Mình nói nhá, làm lại không các bạn rối này, chỗ này mình làm lại này. Có phải là đầu tiên đó, làm ý định của mình là trong sidebar của mình á là nó chỉ có cái URL này thôi đúng không? Nhưng mà bây giờ mình muốn là thằng sidebar ấy, mình muốn là thằng sidebar của mình ấy là nó bọc luôn cái thằng có cả thằng logo nữa. Đó. Đấy, thế thì một thằng home này, thằng home đúng không? Cả mình phải đổi cả thằng home với thằng main. Đó, thế thì nhá, tạm thời đây là mình không thì mình xuống cho thằng này đi. Xuống cái thằng product ad này này, hoặc là thằng index này này, mình copy lại nhé. Mình copy lại cho nó đỡ lộn đúng không? Đây, sidebar mình copy luôn thằng này này các bạn nhé. Đây, từ cả thằng URL thằng này luôn. Đó. Các bạn con C nhé, không phải con X đâu. Mình copy thôi. Đó, sau khi mình copy xong thì mình qua chỗ cái thằng path đây, thằng sidebar đây, mình bỏ đây, mình thay thằng này đi. Được chưa? Rồi. Đó. Mình thay thằng này đi. Ồ, mất đâu cái div nhỉ? Đây mình đã copy sai, đây mình đã copy thiếu này, nó phải có một cái div bên này này, nó có cái div bên này. Đúng không? Đây là một div, đây là một div và đây là một cái div bọc ngoài của thằng sidebar. Đó, copy từ đây Cóp này các bạn cũng phải cẩn trọng nhé, thiếu deep là nó lệch đấy. Mình sẽ cóp này con C này, mình vào thằng C3 đây đúng không, xóa này đi, bắt lại đây, rồi đủ deep chưa. Rồi sau cái C3 đây rồi thì mình bỏ thằng này đi nhá, mình vào với thằng mình phải sửa cả main với home luôn đúng không. Đấy, chỗ thằng main ấy, thì mình đây cái chỗ này mình bỏ nó đi, mình con x đây này, nó nằm trong C3 này rồi mà đúng không, mình bỏ này đi đó, vậy thôi đó. Mình copy với thằng này, mình sửa bên thằng home luôn. Đấy, mình copy đây đó. Rồi chúng ta kiểm tra xem này, nó có khác gì không, nó không có khác gì đâu đúng không, nó không có khác gì đâu cả. Thằng admin đây là thằng home này, nó cũng không khác gì đấy. Nhưng mà bây giờ mình sửa thì mình chỉ cần sửa thằng xe 3 này thôi, mình sửa cái ảnh trong xe 3 này thôi này đó, sửa xe 3 này nhé. Set đúng không, đây cho thằng minacode đây được chưa. Rồi các bạn kiểm tra lại này, đấy các bạn thấy chưa, nó có cái logo đây rồi này đó. Đây là thằng admin nhá, admin đây là nó đang vào trong home này các bạn này, nó đang vào trong home đấy. Đấy, còn nếu như mà mình đây admin ở đây 500 là thằng frontend đấy, cái cổng 8.000 này mới là cầu thằng backend này đó. Thế thì ở đây mình sẽ từ admin nhé, mình vô thằng product add nhé. Đấy thì các bạn thấy là nó đã không có lỗi này các bạn, inspect các bạn sẽ không thấy lỗi đâu, hết lỗi rồi đấy, nó còn lỗi nữa đâu đúng không. Mấy cái này là mấy cái lưu ý thôi, cái xanh là lưu ý thôi, nhưng mà những cái thằng đỏ là bắt buộc các bạn phải xử lý hết nhé. Đấy, các bạn thử lồng cái ảnh vào xem nào, các bạn thử lồng cái ảnh vào xem nào, cái này coi đấy, nó không vấn đề gì đúng không. Cái này như mình có nói lúc trước chúng ta làm là mình đang dùng cái base 64 đấy đó, để chúng ta mã hóa nó đi, để nó lưu vào database, nó tiện lợi hơn chúng ta rất là nhiều, thay vì chúng ta phải lưu nó vào cái ảnh của server rồi chúng ta lưu đường dẫn này nọ, lưu thế này cho nó nhanh nhé. Rồi chúng ta bỏ này đi, ok chưa. Rồi cái chỗ này thì mình hơi lăn tăn tí này, cũng đã cái này thì mình coi lại nào, nó nằm ở trong product add đúng không, nó product add đây này. Tách này ra này có placeholder không nhỉ? À, nó có này đúng không? Thì nó phải để ở trong này chứ, nó phải để ở trong này chứ đúng không? À, chứ ai lại để đấy, thử xem nào, thử xem nhé. Đây này, thế mới đúng này đúng không? Đúng không? Nó phải để ở này chứ, ai lại để như thế này đánh vào đây? À, phải cho chúng ta nhầm thôi, không phải cho chúng ta kém đâu đúng không? Đấy, có một tờ sản phẩm này này. Đấy, chúng ta cho nó vào đây. Được. Rồi, thế mới đúng ý mình đấy. Đó, mình thấy mới đúng ý mình đấy. Ok chưa? Rồi. Đây là trang thêm sản phẩm đúng không? Đấy, còn cái trang danh sách sản phẩm là mình vô vào trong product list đúng không? Product list, được chưa? Đó, thấy chưa? Rồi, thế này bây giờ cái các bạn thấy không, là trang nào mình cũng include thằng size 3 đúng không. Thế bây giờ giả sử như ở đây mình muốn chuyển vào thằng size 3 thì mình phải ấn ở đây chứ ai lại đi đánh ở trên này đúng không, ai lại đi đánh ở phía trên này là từng cái đường link này đâu đúng không. Đấy, thế thì mình tạo đường link ở bên cái size 3 thôi, các bạn tắt bớt cái này đi cho khỏi rối nhá, để thằng size 3 thôi, tắt đi thằng web này, tạm thời cứ tắt đi nhá, tắt luôn thằng này đi. Đấy, cho size 3 này có phải là chỗ sản phẩm đấy đúng không, danh sách. Danh sách thì nó có phải là vào thằng product list không, nó vào product list đúng không. Thế ở đây các bạn sẽ vào thằng product list đây, product list đây nhá. Các bạn phải coi thằng router này, các bạn phải coi thằng router này, coi thằng web này, ông đi vào product list là cái đường dẫn nó như thế này đúng không, là các bạn phải copy cái đường dẫn này này đó, các bạn cho thằng này vào đây là danh sách đúng không. Rồi cái thằng thêm này, thằng thêm là product add này, các bạn copy đường dẫn này đây, được chưa, các bạn cho vào đây. Đấy, đúng chưa, đây là chúng ta đang, vì mình đang giải thích cho các bạn cho nên là mình đang đi hơi ngược. Đúng ra là chúng ta phải từ đây này, chúng ta tạo cái đường dẫn này đúng chưa, xong là chúng ta quay lại, chúng ta tạo router này, từ router chúng ta đi vào view này. Đấy, đây là chưa có cái controller vào đây đâu nhá, nó chỉ là view đơn thuần thôi, nó chưa qua controller đâu. Controller thì nó lại dính đến, nếu mà là dữ liệu chúng ta lấy trong database ấy, thì nó lại còn liên quan đến model nữa, đúng không? Đấy, còn nhiều cái để chúng ta khám phá lắm. Rồi chúng ta quay lại, chúng ta thử xem nó khác biệt gì nhá. Rồi cũng như vậy, nhưng mà bây giờ trang sản phẩm này, danh sách là trang này đúng không, thêm chuyển qua đây đó, các bạn thấy chưa? Thế thôi đó, thì giờ đâu phải chúng ta, rồi chúng ta làm luôn cái thằng đơn hàng này nhá. Đấy, chúng ta đơn hàng thì chúng ta cũng đơn hàng, thì ở đây đơn hàng là chúng ta có order detail còn thằng edit này thì edit này mình vẫn phải tạo, nhưng mà cái này khi nào mình làm back end là mình tạo luôn nhỉ. Mình làm back end mà mình làm cái phần mà sửa sản phẩm là mình tạo luôn, nó cũng giống như product end thôi mà. Bây giờ mình làm cái thằng order list này với order detail đúng không? Order list với order detail thì ở đây mình sẽ cũng đến đây, các bạn tự làm hay là mình làm đây thôi nhá, mình cùng làm nhá. Đấy, từ admin này các bạn tạo một cái file thôi, product không phải đâu, order list chứ nhỉ, order list .pp. Các bạn nhớ là cái này mình video trước mình đã hướng dẫn rồi nhá, chúng ta hoàn toàn có thể dùng cái terminal chúng ta tạo đấy nhá, chứ không phải là các bạn lại thấy mình tạo này bảo ông này lại không chuyên nghiệp đâu. Mình bảo là cái này có, và cái video trước mình đã thử cho các bạn rồi là chúng ta tạo được bằng này, nhưng mà mình quen thì mình làm để cho mình thấy nó nhanh hơn thôi nhá. Còn cái này mình sẽ làm cái terminal này những cái khác. Đó, do mình quen mà, đôi khi thói quen này chưa chắc nó đã hay, nhưng mà thôi kệ nhá, đừng có chấp chỗ này. Order list .v nhá, order list đây đúng không? Đó, rồi đấy, order list đây. Thế thì nó cũng giống như thằng kia, thôi. Đó, các bạn cũng copy nguyên cái thằng main qua cho mình, không phải copy thằng main đâu, mình giống cái thằng product list này này đúng không, giống product list này đúng không? Ở đây các bạn thụt thằng này nó vào đi, các bạn copy cái thằng này qua trong order list này này. Đấy, rồi các bạn bỏ cái thằng này đi, được chưa? Rồi các bạn xuống chỗ này này, order list này đúng không? Đó, các bạn vô nội dung nằm ở đây này, các bạn chỉ có cái khúc này thôi đúng không? Các bạn mình chỉ có khúc này thôi, cho vào đây rồi, ok chưa? Rồi tiếp theo làm gì các bạn? Đây này, các bạn vô đây, các bạn xem là order list này có ảnh không? Order list thì như không có ảnh đúng không? Trong cái order list theo mà có ảnh thì chắc nó không có ảnh, thì nó không có báo lỗi gì đâu. Nhưng mà bây giờ muốn vào order list thì làm sao? Thế thì mình thử vào web nhá, vào trong cái sidebar đúng không? Order list nó nằm ở đây đúng không? Order list nằm đây đâu nhỉ? Order list đơn hàng đây, danh sách đây đúng không? Thế có phải bây giờ mình cũng tạo giống như kiểu thế này, nhé. Bỏ đây đó, order list đúng chưa? Order list được chưa? Rồi thế thì bây giờ các bạn nghĩ là nếu như mình ra mình đánh cái đường dẫn này, nó có vào được cái order list này không? Order list này này đó, các bạn thử nghĩ xem nó có vào được không. Thử nó vào nhá. Đây chúng ta thử nào. Đấy, vừa học mà vừa gợi ý, gợi mở để cho các bạn. Đây mình vào thử vào đây nhá, cho đây. Not found, vì sao nhỉ? Vì sao not found? Bởi vì chúng ta chưa tạo router đúng không? Mình đã nói rồi, controller có thể cần hoặc không, có thể chúng ta sẽ không cần controller đâu, nhưng mà router là kiểu gì chúng ta cũng phải khai báo cho nó thì chúng ta mới vào được các cái view nhé. Đấy, thế thì câu chuyện là bây giờ chúng ta sẽ qua lại cái web này, tạo cho nó một cái router được chưa? Tạo router là admin, đây là gì? Order list đúng không? Thay đây đi, order list. Đấy, đây chúng ta sửa đây lại, product list là quên là gì nhỉ? Order list đúng không? Order list đây này. Rồi bây giờ thử nhá, các bạn thử lại nhá. đấy, thấy chưa, order list đây chưa, nhớ nhá, nhớ cho mình phải tạo router, ok chưa. Rồi mũi con đã. Rồi mình thay lên thành danh sách này, thay chỗ danh sách này, thay chỗ danh sách này đúng không, mình sẽ vô chỗ cái size 3 này. Đó, bây giờ này chỗ này mới được cái này, đây, chỗ này giờ danh sách nhé, ví dụ như mình đây mình sản phẩm, mình là danh sách sản phẩm nhé, đây mình vô đơn hàng, mình vào danh sách đơn hàng đó, thấy chưa, nó ngon lành chưa. Rồi từ đơn hàng này chúng ta có cái chi tiết nữa đúng không, rồi chúng ta lại làm tiếp tục này, ở đây trong admin này chúng ta lại tạo thêm một cái file nữa, nó có tên là order detail đúng không, detail chấm palette. Thôi cái này mình làm tạo thằng này đi, không các bạn lại bảo với nó cũng đỡ, thằng nó phải đỡ điền cái thằng palette gì đấy đúng không, các bạn có nhớ là chúng ta không cần đúng không. Đó, tội gì này php a kisan make view rồi admin gạch một cái để cho nó đi vào cái folder đấy, rồi order đấy, detail thế thôi thế cũng ngon lành đường đào này, order detail đây này, còn gì nữa đúng không. Các bạn copy thằng order list này qua luôn, copy qua đây, order detail đây chưa, qua list rồi các bạn cũng tương tự bỏ cái này đi, được chưa, mở cái file HTML lên chỗ order list này này, chưa đấy, còn kéo này xuống một chút, order list này đúng không, nó nằm ở chỗ này, nội dung nằm ở đây có phải không nhỉ, đâu mình là order detail mà, xin lỗi, đây cái trong đây kép cái list order này, Ctrl C nó đi vào cái chỗ order detail này, bắt vào đây, được chưa. Rồi sau khi có cái order detail rồi đúng không, thì chúng ta phải tạo router cho nó, rồi qua bên chỗ web tạo router, chúng ta thành một thói quen đi, có view rồi tạo router ở đây, cho nó đây admin, đây sẽ là order detail đúng không, đánh đúng chưa, detail đúng chưa, rồi đây sẽ là admin order detail, được chưa. Sau khi tạo xong rồi thì các bạn bê luôn cái thằng detail này, chúng ta đặt ở trong cái chỗ đường link đấy, thì tắt cái này đi nhá, trong cái chỗ mà order list này này, các bạn có nhớ là trong cái thẻ này có thẻ A đấy không, chi tiết này là bọn mình có để thẻ A này, bọn cho ở đây thế thôi. Ra lại này, kiểm tra lại này nhá, kiểm tra lại này, đơn hàng danh sách là đây rồi đúng không, coi chi tiết này đó, đây cái ảnh nó bị lỗi đúng không, cái ảnh nó bị lỗi, cái ảnh nó bị lỗi đúng không, thì chúng ta vào chỗ chi tiết đi, đây nó có ảnh đây, các bạn sửa luôn cho mình 1121 đúng không, bỏ đi nhá, sao con kia nó ổn mà sao vậy con đá làm gì đó màu chứ nó đây vào 11 này nhá, không này màu gì nữa, có cái gì đó hả, đồ đồng hồ bố á, con đồng hồ của bố hả, con chung đồng hồ của con đó hả, đây bạn thấy cái ảnh đấy chưa đó, thế thì các bạn nhớ nhá, nhìn này, đây là đơn hàng, là danh sách đơn hàng đúng không, vào chi tiết này cũng hai cái này đó, rồi chúng ta quay lại đi, vào chi tiết này của hai đơn hàng này, đây đúng rồi. Chúng ta vừa thay cái chỗ cái đơn hàng, chỗ cái order list này chúng ta chỉ mới sửa đây thôi đấy, nhưng mình bảo ở đây là chúng ta đang mới gọi là cài đặt thôi mà, sau chúng ta đổi dữ liệu vào nhé, chứ chúng ta không đi thay đổi từng thằng này đâu. Ví dụ thằng này là ví dụ như đây là chúng ta làm và đặt thì chúng ta mới để cóp thế này, còn thực tế chúng ta chỉ cần làm một div này thôi, chúng ta dùng vòng lặp để chúng ta ấy ra mà đúng không, đó thì dưới này là mới được này, chi tiết này thấy chưa đó. Thế thì chúng ta nhìn này, chỗ cái logo này này, chỗ cái logo dashboard này này Dot plot tổng quan này thì tạm thời chúng ta để nó là trang index, đúng không? Thì trang index nó là cái gì? Index chỉ là trang home đấy. Đây trang index là cái gạch này này, nó view welcome đó, đúng không? À đây, thế thì chỗ admin nếu như nó gạch thì nó về trang gì đây? À, nó về trang welcome, hình như mình sửa trang welcome rồi à? Trang welcome nó là ở đâu đây đây? Welcome lần này mà. Welcome à, admin chờ mình tí nhá. Đây này, admin đây mình có cái view cho nó đây rồi, đúng không? Rồi tạm thời nó như thế này đi. Còn không thì mình khi mà mình group nó lại, mình sẽ thường chúng ta sẽ group lại nhé. Chứ chúng ta không để là những cái thằng nào mà nó cứ đi, thằng admin đi vào ấy là mình sẽ group nó lại, chứ mình không phải đánh lại cái này nhiều lần đâu. Nhưng cái đó là một phần sau nhé, cứ bình tĩnh. Rồi sẽ đến đấy thôi. Đấy, mình đi theo hướng này nhá, là đi để cho những cái bạn mà mới tập làm quen đó, để các bạn ấy dễ tiếp cận thôi. Đấy, còn nếu như mà những cái bạn mà đã siêu sao rồi thì những cái này thì không cần phải bàn nữa rồi, đúng không? Thì những cái đấy bạn cũng không nên coi những cái video của mình đâu. Ok rồi, xem qua nè. Thế thì cái thằng dashboard này, các bạn qua slide 3 này này. Thế thì chỗ dashboard đấy, chỗ dashboard là chỗ này, cái tổng quan này này, các bạn để cho nó là index luôn đi, đúng không? Index thì ở đây các bạn để nó là admin này, admin đó. Đấy, ví dụ như ở đây các bạn đang ở trang sản phẩm này, danh sách sản phẩm, đúng không? Danh sách sản phẩm này, các bạn muốn về cái trang home đó thì vào tổng quan này thôi là nó về trang home, được chưa? Rồi cái chỗ logo này này thì các bạn có thể thay nó đi, các bạn cũng để cho nó về trang dashboard đi nhá. Logo nó đang nằm ở chỗ bên size 3, đúng không? Ở đây này, đúng không? Đó thì ở đây thường nó là như vậy. Thì dễ thôi, các bạn img này các bạn bọc ngoài luôn nó một cái thẻ A đi. Đấy, cho nó vào đây, được chưa? Ở đây nó là admin đấy thôi. Đó, đây này, logo này. Đó, các bạn ở trang sản phẩm này, về đây. Đó, các bạn thấy chưa? 22 phút. Vậy là video này là chúng ta đã cài đặt được giao diện của trang admin rồi này, được chưa? Đấy, thế là cũng khá rồi đấy các bạn ạ, nó cũng là khá đấy, chứ không phải là ấy đâu, đơn giản đâu. Chúng ta mới mà chúng ta làm được vậy là chúng ta cũng giỏi rồi đấy, đúng không? Đó, thế thì ở đây mình sẽ tắt cái này đi, trước mắt là mình sẽ tắt hết cái này đi, được chưa? Cái này là cái câu chuyện thằng welcome này thì mình cứ kệ nó đi. Câu chuyện của thằng này là câu chuyện sau khi chúng ta đã có cơ sở dữ liệu của chúng ta đổ ra thì nó là câu chuyện khác nữa, thôi cứ kệ nhá. Vào một đêm luôn, ok. Audit này. Vậy thì video tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành là kết nối với database và chúng ta thêm sản phẩm thôi, đúng không? Thêm sản phẩm thôi. Sản phẩm thì những cái nội dung thì mình sẽ lấy ở cái bên trang kia của mình, trang cũ của mình thôi. Đấy, tên rồi chất liệu này rồi, ảnh cũng vậy, đúng không? Ảnh thì mình cũng lấy cái cũ thôi, có thể là ảnh thì mình sẽ đúng rồi lấy cái cũ thôi, nhưng mà cái đến cái ảnh này cũng hơi phức tạp đấy. Nhưng mà cái này là mình có chuẩn bị lý thuyết rồi các bạn nhé. Các bạn nếu mà các bạn có thời gian thì các bạn nên coi lý thuyết dần đi. Lý thuyết đây ơi, ảnh đâu mà có chú bộ. Bố làm gần xong rồi đây. Bố làm máy tính cho điện thoại rồi. Có ảnh đúng không? Dạ. Con biết coi ảnh rồi. Có ảnh một chút này không ẩn gò đến tính nghe chưa? Dạ. Bố bị xong đây. Đấy. Thì các bạn coi lý thuyết nhá. Ở đây này, tức là mình nói qua là những cái kế hoạch sắp tới của chúng ta nhé. Thì sắp tới thì cái chúng ta sẽ kết nối với database này, chúng ta chưa kết nối mà, đúng không? Thì cái đó mình để trong video cho nó, những kết nối database với database thì nó đơn giản thôi, không có gì đâu. Chúng ta cài SAM rồi thì chúng ta điền thông tin thôi, những cái mình để cái video sau đi. Video này mình không lấn qua đó. Kết nối database xong thì bắt đầu mình thêm database. Thì thêm database thì nếu như mà các bạn nắm cái kiến thức ở trên cái chỗ mà cái này này, lập ô cơ bản đấy này, thì nó cũng xoay quanh cái này thôi, nó cũng xoay quanh cái này rồi. Nhưng mà sao? Nhưng mà khi chúng ta thêm ở đây ấy, thì rõ ràng là Laravel nó sẽ có những cái công cụ nó hỗ trợ chúng ta thêm, nó nhanh hơn, đó. Thì đến lúc video sau chúng ta sẽ làm, thì chúng ta cũng sẽ thao tác nó cũng giống như những cái mình hướng dẫn đây thôi, những cái khóa này này. Các bạn nếu mà có thời gian thì các bạn cũng, nếu mà PHP các bạn dùng thuần thì các bạn cứ coi những cái này của mình này. Đây mình cũng có source code, mình cũng có luôn một cái chuỗi video để mình nói về cái này đấy. Đó, nếu các bạn có kiến thức cái này rồi thì tiếp cận nó dễ này. Cái thứ hai là cái chỗ ảnh này này, tức là chúng ta cái ảnh đại diện này mình dùng Ajax này, ảnh sản phẩm thì mình cũng dùng Ajax để mình hiện lên đây. Đó, thì mình cũng có bài viết ở đây rồi này. Sử dụng Ajax để thêm ảnh đại diện này. Thấy chưa? Đó. Đó, bạn đọc qua đi. Đó, rồi sử dụng Ajax để thêm nhiều ảnh sản phẩm này. Đó, video sau mình cũng copy này rồi mình cũng ngồi mằn mò giống các bạn thôi. Mình copy đây rồi chúng ta sẽ cứ mằn mò sửa cái này, là mình nghĩ nó sẽ là một video dài đó nhá. Đó, rồi copy ảnh xong rồi chúng ta sẽ đẩy vào insert database thôi. Thế là video sau mình sẽ kết nối database, mình tạo table, đúng không? Mình sẽ mình tạo table, xong mình tạo model, đó cũng nhiều cái hay đấy, đều có lý thuyết trong này hết rồi, các bạn yên tâm đi. Đó, đều có lý thuyết trong này hết rồi nhá. Đây này, hình như mình có này, tạo table này, đó, các câu lệnh tạo table rồi thêm dữ liệu. Đó, video này đến đây thôi. Video này thì đến đây thôi nhá, các bạn nhớ là luôn theo dõi và luôn giữ trong mình cái lửa quyết tâm là phải học được full text sau. Phải đạt được một cái tư duy full text sau cái chuỗi video này của mình nhé. Phải quyết tâm vào, mình đã theo, nếu như ai đã theo đến đây rồi thì hãy quyết tâm đi. Những cái khao thì có thể nó cũng sẽ còn có những cái khó nạp hơn một xí, nhưng mà cái quan điểm của mình vẫn là cứ từ từ hành động là sẽ có kết quả, còn không hành động là không có gì. Nếu các bạn hành động bây giờ thì khoảng 2-3 ngày sau nhá, khi mình chốt các video này, mình lại có một cái video giữa là cột mốc back end rất là trang trọng. Nhưng mà nếu chúng ta hành động nó mới có, còn nếu như mà các bạn đến đây mà các bạn nói thôi làm for này được rồi, hoặc là đến đây các bạn thôi back end nhìn nó lằng nhằng quá hoặc là gì đấy, các bạn không, thì sau 3 ngày các bạn không có gì cả. Nhưng mà nếu các bạn hành động luôn, quyết tâm, thì sau 3 ngày các bạn sẽ có, ít nhất là các bạn có một cái gì đấy kiến thức nền tảng nhé. Đó, rồi ok, video này đây thôi, mình sẽ chuyển video sau, mình sẽ làm cái video sau về kết nối database này đó, như mình có nói đó. Rồi chúc các bạn tối cuối tuần, nếu các bạn nào không đi chơi mà ở nhà thì chúc các bạn đầu tuần mới thuận lợi nhé. Còn mình sáng mai mình cũng sẽ làm, tranh thủ mình làm các video này cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.